Sáng nay, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đồn kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường, ngày 15 tháng 10 năm 1986, 15 tháng 10 năm 2021. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên có hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm được diễn ra theo hình thức trực tuyến qua hệ thống Microsoft Teams. Buổi lễ đã ôn lại truyền thống và trường qua 35 năm thành lập và phát triển, được chính thức đổi tên từ trường trang khí cấp 2, 3, Quảng Nam, Đà Nẵng sang trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đồn vào năm 1991. Đến nay, các thế hệ, giáo viên, học sinh nhà trường đã ra sức phấn đấu học tập, góp phần xây dựng thương hiệu nhà trường. Nhiều cựu học sinh đã trở thành cán bộ của đảng, nhà nước, nhà khoa học, nhà kinh tế giỏi. Học sinh nhà trường đã đạt được 24 giải Olympic quốc tế và khu vực, 4 giải quả cầu vàng và hơn 1.300 giải quốc gia Dịp này, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đồn cũng tổ chức hoạt động giới thiệu kỳ yếu nhân dịp 35 năm thành lập, công bố sứ mệnh, tâm nhìn, giá trị cốt lõi và các sản phẩm lưu niệm tham dự cuộc thi ký họa ngày xanh.